chuyên mục phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, theo luật tổ chức chính phủ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật là quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh quyết định của Chủ tịch nước, chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện các nghị quyết, nghị định, chương trình công tác của chính phủ. Trong chuyên mục phổ biến pháp luật hôm nay, xin mời quý vị theo dõi phát biểu của ông Nguyễn Hoàng Minh, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Long An về những nội dung cơ bản được quy định trong luật tổ chức chính phủ được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị, theo luật tổ chức chính phủ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật là quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình công tác của chính phủ. Trong chuyên mục giới thiệu văn bản mới hôm nay, xin mời quý vị theo dõi phát biểu của ông Nguyễn Hoàng Minh, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Long An, về những nội dung cơ bản được quy định trong luật tổ chức chính phủ được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015. Cái điểm thứ hai đó là với tính chất là cơ quan chấp hành của Hội đồng dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban Nhân dân có nhiệm vụ là xây dựng trình Hội đồng dân quyết định những cái nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng dân và tổ chức thực hiện các nghị quyết này sau khi được Hội đồng dân thông qua. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân có nhiệm vụ là quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn trong phạm vi được phân quyền, phân cấp, ủy quyền. Điểm thứ ba đó là với tính chất là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân có nhiệm vụ là lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ thi hành pháp luật, hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng dân và Ủy ban dân, lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính ở địa phương. Thì cũng trong về cái nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương thì nó có một cái điểm mới này, điểm mới thứ tư của nội dung này, điểm mới thứ tư của nội dung này là quy định về nhiệm vụ quyền hạn đặc trưng của chính quyền đô thị nhằm thể hiện sự khác biệt với chính quyền nông thôn. Thì trong đó thì nó có những cái điểm cụ thể, như là cái điểm thứ nhất là nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố, thị xã thì ngoài việc quyết định các vấn đề của địa phương như là đối với địa bàn nông thôn, còn tập trung quyết định các vấn đề quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý và tổ chức đời sống dân cư đô thị. Điểm thứ hai đó là nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương quận và phường đã được điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu quản lý thống nhất liên quan trong khu vực nội thành, nội thị tại các đô thị. Cụ thể là ngoài việc thực hiện các chức năng đại diện và giám sát theo quy định, tập trung thực hiện hai nhóm nhiệm vụ liên quan đến công việc của các vấn đề ở địa phương, gồm nhóm nhiệm vụ thứ nhất là thông qua cái ngân sách quận, phường theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Nhóm thứ hai đó là bầu nhân sự Hội đồng dân, Ủy ban dân cung cấp. Đó là cái nội dung thứ năm về nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương và của Hội đồng dân, Ủy ban dân. Về nội dung thứ sáu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thì xin báo với các đồng chí thì theo luật năm 2003, luật cũ, thì tổ chức bộ máy của Hội đồng dân còn thiếu tính đồng nhất giữa các cấp. Thường trực Hội đồng dân cấp tỉnh, cấp huyện thì có 3 thành viên, trong khi thường trực Hội đồng dân cấp xã thì có 2 thành viên.
rồi ban hội đồng, hội đồng ban của hội đồng dân thì chưa thành lập, ở cấp xã thì chưa được thành lập, thì kế thừa những cái nội dung mà hợp lý của luật năm 2013, đồng thời bổ sung những điểm mới nhằm quy định chi tiết những cái chi tiết hơn về cái tổ chức và hoạt động của hội đồng dân, hội đồng dân, kỳ họp hội đồng dân, thường trực hội đồng dân, các ban của hội đồng dân và các đại biểu hội đồng dân, về giám sát của hội đồng dân do xin báo công chí, thì còn về giám sát của hội đồng dân thì do luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng dân quy định cụ thể. Thì theo đó thì cơ cấu tổ chức và hoạt động của hội đồng dân có những cái nội dung mới như sau. Thứ nhất, đó là quy định tiêu chuẩn số lượng đại biểu hội đồng dân các cấp, chuyển từ luật bầu cử đại biểu hội đồng dân hiện nay sang cái quy định của cái luật này. Thì trong đó có việc tăng thêm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 95 đại biểu lên 105 đại biểu. Thì việc này quy định tại khoản 1 điều 39 của luật mới. Cái điểm mới thứ hai, nội dung mới thứ hai, đó là tăng cường vai trò của thường trực hội đồng dân, đảm bảo hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp hội đồng dân, quy định rõ thường trực hội đồng dân họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Thì điểm mới thứ hai này được quy định tại khoản 2 điều 106 của luật mới. Điểm mới thứ ba xin báo các đồng chí, đó là thay cái chức danh ủy viên thường trực hội đồng dân cấp tỉnh, cấp huyện bằng chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân, và mở rộng thêm thành viên của thường trực hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh, cấp huyện, nó gồm có là chủ tịch và các phó chủ tịch hội đồng dân. Các phó là từ hai là nhiều hơn một so với cái luật cũ, nó có cái điểm mới. Và các ủy viên là trưởng ban của hội đồng nhân dân. Còn đối với thường trực của hội đồng nhân dân cấp xã thì gồm có chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Xin báo với các đồng chí, thì như vậy thì theo luật này thì không còn có chức danh là ủy viên thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện nữa, mà sẽ là tăng cấp phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Cái điểm mới thứ tư, đó là ở hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thành lập thêm cái ban đô thị. Thì cái việc thành lập cái ban đô thị này thì được quy định tại khoản 3 điều 39 của luật mới. Còn ở hội đồng nhân dân cấp xã thì thành lập thêm hai ban, đó là ban pháp chế và ban kinh tế xã hội. Đó là đối với cấp xã. Rồi thành viên của các ban hội đồng nhân dân cấp xã thì hoạt động kiêm nhiệm. Đó là những cái điểm mới, nội dung mới thứ tư. Điểm mới thứ năm, đó là quy định đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Thì theo đó thì chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng ban của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có thể là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Rồi phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó trưởng ban của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách. Cái này thì bắt buộc phải là đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách. Ở cấp xã quy định là phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách luôn. Rồi trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên của các ban của hội đồng nhân dân xã thì hoạt động kiêm nhiệm. Cái điểm mới thứ sáu, đó là quy định là khi có từ 10% trở lên trong tổng số cử tri trên địa bàn của cấp xã yêu cầu, thì thường trực hội đồng dân cấp xã là có trách nhiệm xem xét tổ chức kỳ họp hội đồng dân để bàn về những cái nội dung kiến nghị của cử tri. Thì nội dung này là nội dung mới, thì xin báo với các đồng chí á, thì cái về cái cử tri mà trên địa bàn cấp xã yêu cầu á, thì tại khoản 3 điều 78 của luật quy định, đơn yêu cầu của cử tri được xem là hợp lệ khi có kèm theo đầy đủ chữ ký, họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của từng người ký tên. Quý thính giả thân mến, chuyên mục phổ biến pháp luật đến đây là hết. Đài Phát thanh Long An xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo trong tiết mục kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.